Bây giờ lý đầu tiên nè, lý đầu tiên hai người hát chính. Bây giờ tôi nhắc lại nha. Bây giờ xin nhắc lại nha, Lý Đêm Trăng sẽ là Trường và chị Trần Lan. Rồi, Lý Kéo Trài, Đỗ Hoàng, Quỳnh Minh Lộc. Mình nói thứ tự đi. Lý Bông Dừa, Lý Lu Là, Hồ Công Chủ Minh Lê. Và anh Điệp, ba người. Đây, không biết là có hát em trừ điểm đó. Ai cũng phải hát đó nha. Rồi, Lý Cái Môn, Trang Tiên, Anh Minh Dự. Rồi, theo thứ tự mình nói theo thứ tự. Lý Đương Đệm, chị Điệp, chị Suka. Lý Kim Quyên, Tiên khác lại với anh Minh Dự, chị Điệp, chị Suka, bốn người luôn. Rồi, Lý Cây Bông và Lý Kim Xanh là Tuấn Anh, Thanh Xuân và chị Nga. Rồi, Lý Con, xin lỗi nha, Lý Cây Bông đúng rồi, Tuấn Anh, Thanh Xuân, chị Nga đúng rồi. Đến Lý Con Khỉ là người Lục Tỉnh, là Thanh Hiền. Rồi, thì đó thì chị Đức Cưng của chúng đâu có sao. Rồi, đến sau đó là Lý Kim Xanh là xin lỗi tại vì hồi nãy viết không có rõ. Bây giờ lại nè, Lý Kim Nguyên là Giang Tiên, Minh Dự. Đến là Lý Cây Bông là Tuấn Anh, chị Nga với Lệ Em. Đến Lý Con Khỉ là Tỉnh với lại Thanh Hiền. Đến Lý Kim Xanh là nhóm Giang Tiên với lại Minh Dự, anh Minh Dự với lại chị Đẹp Suka hát. Rồi, cũng có Lý Kim Xanh không? Có. Lý Cây Bông với Lý Kim Xanh là ba người. Có nghĩa là đến Lý nào em sẽ nhắc cho mọi người. Không, tôi hỏi em bấm top nghe chị đang hát kêu nha. Rồi, đến nữa là Lý Đăng Trăng và tất cả tập thể cùng hát nha. Thì mình gom lại lúc đó cái lực. Thì giờ lời Lý Đăng Trăng là không có kịp nhắn tin. Bây giờ Lý Đăng Trăng là Trường với lại Bàn Lan thì hai người đứng ngay chính giữa, đi vô giữa hát đứng này lên. Mít rồi, sao nhé? Còn ai muốn không? Để có cộng điểm đấy, có mình lạ. Rồi, sao? Ủa, vô ăn nhóm này không ăn gì không? Có ba cái mì lâu mà. Sẽ có cộng điểm nếu có muốn mình quà. Cộng điểm là có muốn mình khỏe là có cộng điểm là có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuân ta ngồi hát hò cùng nhau. Yeah.